Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho con quay sóng thần ma ngọc này. Đây là một con quay có vòng chiến đấu rất là mỏng và trên đó có một cái lớp nhựa dẻo nữa. Và điều đặc biệt của con quay này là nó hút lực quay của cái con quay ngược chiều. Và cho nên hôm nay mình sẽ cho nó đấu với các con quay tấn công từ Nado 1 tới Nado 5 luôn. Nói chung là nhiều như vậy đấy, ngoài ra còn nhiều hơn nữa. Và đây là tổng số cái con quay tấn công của mình nha, chắc cũng tầm ba hai mấy con ấy. Và mỗi con mình sẽ cho đấu 2 trận nha, đấu với sóng thần quang ngọc 2 trận với số quay tấn công mà như thế này rồi. À, thiếu con quay này nữa. Và trận đầu tiên sẽ là sóng thần ma ngọc đấu với ngọn lửa hoàng kim. Và trận đầu tiên thì sóng thần ma ngọc là con quay thô, và con quay thắng là ngọn lửa hoàng kim. Mà mình cho đấu tiếp trận thứ hai. Và trận thứ hai con quay thắng là sóng thần ma ngọc. Vậy là một thắng một thua, coi như con quay này hòa. Hình như cái vòng chiến đấu này nó định bung ra rồi.
chứ mình sẽ đi dán keo với lại. Và hiện tại mình đã dán keo xong rồi, và mình sẽ cho nó đấu với ngọn lửa hoàng kim dòng chuyên nghiệp. Và trận này con quay thua là sóng thần ma ngọc. Mình sẽ cho đấu trận thứ hai. Và trận này cũng khá là lâu đấy, khoảng tầm 1 phút luôn. Và trận này con quay thua vẫn là sóng thần ma ngọc. Vậy là chân 4 trận đã thua hết 3 trận rồi. Có vẻ nó vẫn không thể hút được lực quay của con quay tấn công. Và bây giờ mình sẽ cho nó đấu tiếp với cua đâm thép. Trận này mình nghĩ là sóng thần ma ngọc sẽ thắng đây, bởi vì cua đâm thép là nó rất là yếu bởi cái đế quay của nó. Và mặc dù con quay này nó đã rất yếu rồi, nhưng mà sóng thần ma ngọc nó vẫn thua. Và bây giờ mình sẽ cho nó đấu trận 2. Thank you.
Và trận này con quay thắng lại là sống thần băng ngọc và coi như nó hòa đi, một thắng một thua. Và tiếp theo sẽ là con quay chiến binh siêu thủ thần công, và con quay này cũng có vòng nhỏ dẻo nữa. Và trận này con quay thắng là siêu thủ thần công. Mình cho đấu trận thứ hai. Và trận này con quay thắng vẫn là siêu thủ thần công. Và tiếp theo mình sẽ cho quay dòng S ra đấu là ngọn lửa hoàng kim S. Và trận này con quay thô vẫn là súng thần băng ngọc, và xém chút nữa nó có thể thắng được cả ngọn hoa kim S rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó đấu trận thứ hai.
À, trận này con quay thắng vẫn là ngọn lửa hoàng kim S. À, tiếp theo mình sẽ chơi đấu với ngọn lửa sấm sét. Và đây là Naruto 2 rồi. Mình đã cho con quay Naruto 1 tấn công ra đấu hết rồi. Và trận này con quay thua là ngọn lửa sấm sét. Và mình sẽ cho đấu trận 2. Và trận tiếp theo con quay thua vẫn là ngọn lửa sấm sét. Và trận tiếp theo mình cho đấu với tượng ảnh thần binh phiên bản giới hạn. À, trận này con quay thắng là sống thần Văn Ngọc. Mình cho đấu trận 2. À, trận này thì con quay thắng lại là tượng ảnh thần binh. Và tiếp theo mình cho sống thần Văn Ngọc đấu với khai thiên thần phủ.
và khai thiên thần phủ bị thu sắp mặt luôn. Và mình chơi đấu trận 2. Và khai thiên thần phủ hai lần đều thua bởi sóng thần Ma Ngọc. Và tiếp theo là tới con quay dòng S của Nado 2 rồi. Ngọn lửa sấm sét S mà hai con quay nhà mình cho đấu nhiều rồi. Cả kênh này lẫn kênh 2 luôn. Và trận này con quay thua là ngọn lửa sấm sét S và con quay thắng là sóng thần Ma Ngọc. Và mình cho đấu trận thứ hai luôn. Và trận này thì con quay thắng vẫn là sóng thần Ma Ngọc. Và có lẽ cái con quay của Nado 2 nó lép vế hơn nhiều so với sóng thần Ma Ngọc, cũng như là Nado 1 luôn. Và đã hết Nado 2 rồi. Tiếp theo mình chơi đấu Nado 3. Và con đầu tiên mình chơi đấu là sóng nhập hỏa thần rực lửa. Ở trận này con quay thua là sóng thần Ma Ngọc. À, tiếp theo mình chơi đấu trận thứ hai.
À, mặc dù là khúc cuối thì hỏa thần rực lửa đã cho đảo rất nhiều nhưng mà súng thần quang ngọc vẫn không thể đánh bại được. Và tiếp theo mình sẽ cho một con quay ra đấu với súng thần quang ngọc là chiến thần rực lửa. Con quay này có chiều cao cũng ngang với súng thần quang ngọc đấy. Và trận này con quay thắng là sóng thần Mang Ngọc. Mình cho đấu tiếp trận 2. À, trận này có vẻ là quay thắng là chiến thần rực lửa bởi vì sóng thần quang ngọc nó đã dừng trước đó 1 giây rồi. Tiếp theo mình cho chiến thần bóng đêm ra đâu. Và mình chưa cho sóng thần Mã Ngọc vào trận nữa thì chiến thần bóng đêm đã lọt xuống khe rồi. Lần này thì cũng như vậy. Và mặc dù đã rơi xuống khe tới tận hai lần nha, nhưng mà chiến thần bóng đêm vẫn có thể đánh bại được sóng thần Mang Ngọc, một con quay hút lực quay của mấy con quay tấn công. Và mình sẽ cho nó đấu tiếp trận thứ hai. Thank you.
À, con quay thô vẫn là sóng thần ban ngọc bởi vì chiến thần bóng đêm nó quá mạnh rồi. Quay hợp thể còn đánh bại được thì sóng thần ban ngọc đã là gì? À, tiếp theo sẽ là hỏa thần rực lửa đảo ngược vòng chiến đấu. À, sóng thần ma ngọc toàn bị nó lội xuống khe không à. Và trận thứ hai, ba sóng thần ma ngọc thôi trận thứ hai rồi. À, tiếp theo sẽ là con quay dòng S nha, hỏa thần rực lửa S. Và có lẽ chuyện này mình sẽ chơi đấu lại nha, bởi vì mình cảm thấy con hỏa thần rực lửa nó cứ bị sao sao ấy, mình chưa kéo hết chain nữa nó đã rơi xuống rồi. Và để xem chuyện này thì hỏa thần rực lửa có thể thắng được sóng thần ban ngọc hay không, chứ mình thấy hỏa thần rực lửa mới là con quay hút lực quay của sóng thần ban ngọc chứ không phải là sóng thần ban ngọc hút nó. Và trận này có vẻ hơi vip nha, bởi vì một con quay nó đã lực quay của nó rất là thấp do bị rớt xuống trước, nhưng mà nó vẫn có thể đánh bại được một con quay mà có thể một con quay vẫn dùng dây kéo bình thường. Và đấu trận thứ nhất, rồi có thể mình sẽ cho hỏa thần rực lửa S nó ra trước. Và tay cầm này cứ đấu với mấy con quay khác thì cũng bình thường thôi, nhưng mà đụng tới hỏa thần rực lửa S thì có chuyện ngay. À, con quay thô vẫn là hỏa thần nhỉ, sóng thần băng ngọc, trong khi hỏa thần rực lửa S nó vẫn quay rất là bình thường. Tuy là tấn công nhưng mà bền bỉ cũng hơi cao đấy. Thank you.
Rồi con quay thô vẫn là sóng thần Văn Ngọc. Và có lẽ sóng thần Văn Ngọc nó chỉ thắng được với con quay Nado 2 thôi. Cái Nado 1 và Nado 3 nó khá mạnh đấy. Và đã hết Nado 3 rồi, tiếp theo mình sẽ tranh đấu với Nado 5. À, con Nado 5 đầu tiên thì có vẻ hơi dễ ăn là trứng rồng lửa. Và con quay, và đúng như mình dự đoán luôn, con quay thua là trứng rồng lửa. Bây giờ mình sẽ cho nó đấu trận thứ hai. Và con quay thua chữ này vẫn là trứng rồng lửa. Tiếp theo mình sẽ cho thần rồng vuốt lửa nhựa đấu với sóng thần Văn Ngọc. À, con quay thua là thần rồng vuốt lửa nhỏ. À, mình sẽ cho đấu trận thứ hai. Và con quay thua là thần rồng vuốt lửa nhựa. Và tiếp theo mình sẽ cho nó đấu với chiến thần cửa kim.
Ba trận đầu tiên thì con quay thua là chiến thần cửa kim, rồi mình sẽ cho đấu trận cho đấu trận thứ hai. Và trận này con quay thua vẫn là chiến thần cửa kim. Và đối với dạng quay có dây kéo như vậy thì mình sẽ chơi đấu một trận thôi. Và trận đầu tiên này là và trận tiếp theo là sóng thần Mã Ngọc đấu với thần rồng vuốt lửa. Và mình sẽ sử dụng tay cầm này nha. Tay cầm này nó yếu hơn tương đối so với tay cầm đảo ngược kia. Nhưng mà so với con quay kéo dây vậy thì ok rồi. Và trận này con quay thắng là thần đồng vứt lửa. Nó đánh cho sóng thần Mã Ngọc bay xuống khe luôn. Và trận tiếp theo là lửa hai bóng tối đối với sóng thần Mã Ngọc. Và trận này con quay thắng vẫn là nhầm trận này con quay thắng là lỗi hai bóng tối. Tiếp theo mình cho nó đâu cho nó đấu với răng nanh thần sói. Và rất nhanh chóng nó đã bị đánh bại luôn. À, tiếp theo mình sẽ đấu với búa thần hỏa ngục. Và nó đánh cho sóng thần Mã Ngọc bay luôn cái vòng nhựa rồi. À, con quay thua là sóng thần Mã Ngọc. Và tiếp theo chắc mình phải dán lên cái vòng nhựa đó. Và mình đã dán keo xong nó lại rồi. Bây giờ mình sẽ cho đấu lại nha.
Là con quay thôi là sống thần quan ngọc. Và tiếp theo mình sẽ đấu với thần rồng vuốt lửa S ánh sáng. Và con quay thô vẫn là sóng thần ban ngọc. Và tiếp theo mình sẽ đấu với thần rồng vuốt lửa hợp thể gia tốc. Và con quay thô lại là sống trong ban ngọc. Và tiếp theo mình sẽ chơi đấu với chiến binh thần kiếm hợp thể gia tốc. Và rất nhanh chóng là bị đánh bại luôn. Có vẻ dường như sóng thần ban ngọc không có cửa với Nido 5, bởi vì quay tấn công của Nido 5 nó quay về bên phải chứ không phải quay về bên trái như Nido 1 hay 3 nữa. Và tiếp theo mình sẽ cho nói đấu với chiến binh thần kiếm. Con quay bộ chờ bá nè. Chiến binh thần kiếm hợp thể gia tốc ánh sáng. Bởi vì nó nặng quá cho nên không thể tải một lúc hai con quay được. Và nó đã hết pin nha, cho nên nó không thể sáng được. Chứ bình thường nó khi hợp thể lại sẽ sáng lại, sáng đèn lên nha. Và với cái vỏ như vậy thì sóng thần ma ngọc không thể hút lực quay của chiến binh thần kiếm hợp thể gia tốc ánh sáng gì được. Cái vỏ bên ngoài nó đã ngăn chặn điều đó. Và tiếp theo tới một con quay cũng như vậy là búa thần hỏa ngọc ánh sáng. Và con quay này khi quay nó sẽ rất là đẹp nha, sáng liền lên. Chán không nói luôn. À, mình sẽ chơi đấu lại nha, bởi vì nó bị rơi xuống khe hai lần trước đó rồi. Và đây là trận cuối cùng của video này rồi.
Và con quay thua vẫn là sống thần Quang Ngọc. Và mình xin phép kết thúc video tại đây nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cho thứ hai nhớ like, share video và đừng quên nhấn đăng ký với chuông bên cạnh nữa nhé.